Hello. Hello các bạn, hôm trước tụi mình có làm clip 24 giờ sống tại hồ Ồ, câu có cá. cái. Thì có rất là nhiều bạn thích tụi mình làm clip 24 giờ. Và mình cũng đã hỏi các bạn rất là nhiều luôn là các bạn thích những cái clip 24 giờ thì có thể bình luận trong phần tác cộng đồng. Đúng Thì rồi. cũng có rất nhiều bạn bình luận nha, như là 24 giờ sống trên thuyền, 24 giờ rất là nhiều luôn. Thì mình thấy có một cái bình luận rất là hay luôn, đó chính là 24 giờ sống tại sở thú. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi tập hợp những cái đứa trẻ trâu, không, những cái bạn fan gần nhà nhất. Ok, Ok. thả cho những bạn đó lại để tụi mình bắt đầu chuyến hành trình 24 giờ sống tại sở thú nha. Đi Cái thôi gọng. nào. Hỏi lại nha, giờ chúng ta là cái gì? Đâu Nó rõ chúng ta là cái gì? Thư, chúng ta là cái gì? Một lũ quỷ đúng không? Giờ thầy nói trước đây, chúng ta là cái gì? Rồi sao nữa? Ê, thằng này nó xài lên. Thôi giờ giờ tới chị Di. Giờ chúng ta là cái gì? Đây là một khóa đào tạo chuyên sâu về các tư tưởng. Mình là một tem, là một nhóm. Mình thôi chị mình Ê, ngủ mày đó. Ngủ sáng đi sư thú nha. Còn mày nữa, ngủ luôn mày. Bruh. Giờ mọi người cứ đi trước nha, anh đi theo xe máy nha. Em gì ơi, em gì ơi. Ê, chỗ nào đi sở thú? Chỗ nào đi sở thú vậy em ơi? Chỗ nào đi sở thú? Chỗ nào đi sở thú? Chỗ nào đi sở thú vậy em? Không không biết biết, hả? Không kệ biết, đó. Trời đất Không biết, ơi. thì ra là không biết Trời, mới đẻ nên không biết, trời ơi. Chạy một hồi thì cũng kiếm được mấy đứa nhóc ngoài nè. Giờ tụi mình ăn sáng rồi sau đó vô sở thú chơi. Giờ ăn xong rồi đi đâu vậy? Mày không nhớ đâu thiệt luôn hả? Đi đâu lẹ đâu? Vừa bữa nay đi sở thú về. Ok, bây giờ anh sẽ cho mấy đứa mấy hộp sữa lốc lớp Manto, sữa chua uống lớp Manto. Thì cái sữa chua uống này nó sẽ giúp cho mình tăng cường trí não, em cảm ơn, để tập trung, tại vì nó có nhiều em vitamin nhóm B đó. Ý á, đặc biệt á là khi mua hai lọc sữa chua uống lớp Manto sẽ được tặng một cây viết rất là đẹp luôn. Đây anh mới sưu tầm được. Quá đẹp, quá đẹp. Đẹp thiệt các bạn ơi. Đẹp nhất nách, nhất nách, nhất nách, nhất nách, nhất nách. Bây giờ nha, bây giờ nha. Tại vì cái anh tài xế anh đi về rồi hiểu không? Thế bây giờ là đi bộ. Cách đây chỗ này gần 200 mét à. Giờ đứa nào có đồ thì để anh chở đem đi nha. Không Ok. chịu, không chịu, không chịu. Hãy chịu. Trời ơi. Em yêu lên với anh. Lên. Chúng ta cùng đi thôi nào anh. Đây, em chỉ là ghẻ mới của anh. Cái gì vậy bà nội? Đúng rồi. Vivi chỉ là cục mứt thôi. Em mới là chân hái. Em có ghé thì là thú vị. Em sẽ là cái tôi. Đi 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 bộ đi. Vậy thì chúng ta. Mấy bạn đi đi bộ vui vẻ nha. Em muốn thôi. Bye bye. Một tin sốt dẻo luôn. Khi thuê cái phòng, mình thuê được cái nhà cũng rất là đẹp. Người ta cho mình 6 vé tham quan ga vô. Tẹt ga luôn. Đưa chưa. Nếu nó không phải chó này ảo thiệt chứ. Mày muốn chơi gì? 18 cầu đi con. Ok. Thế nào muốn chơi đây? Em. Đây, nè mọi người thấy cái chỗ chơi đấy chưa? Đó. Hào hứng không? Hào hứng. Chơi hết mình. Hết mình. Thằng nào đang chơi mà
giám đài là làm chó về không ở trong khách sạn, ra ngoài đường ngủ luôn. Ê, rồi ok, thằng nào mà sợ là sủa. Dạ, sủa ok. Ô sao giá 240.000 đúng rồi. Thế con không mua được. Không, con cảm ơn cô. Mày nó mồ miễn phí con. Nói này mới đẻ hôm qua. Ê, cái sợi dây xích. Ờ đúng rồi, cái sợi dây xích. Cái sợi dây xích này em chơi cái gì nè? Cái đồ chơi à? Cái đồ chơi. Không có sợ. Ê, tính ra cái mặt, cái đầu lâu nó mắc cười lắm nè. Cái đầu lâu mắc cười lắm nè, 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 nè. Không sợ, không sợ, không sợ. Ê, 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 tắt thôi vậy. Ủa, ủa. Cái đầu cái vồ nè đúng không? Ê, cái cửa bụng với con cạch luôn. Ê! Sao? Có sự cố rồi. Rồi gớt dép hả? Không. Gớt nguyên thằng thạch xuống đây luôn rồi. Ê, vậy dữ vậy? Nó sao mày ghen? Chưa có thấy mày. Ê, sao lưng có gì kìa thầy ơi? Ê, anh lượng của tao nó hết hồn. Trong chổng không có gì vui hết trơn. Ngoài các bạn không có sợ gì luôn. Có người lợn luôn. Có tôi sợ nha mọi người. Tôi rất là sợ luôn. Rồi sửa lâu lâu đi. Sửa của nó rớt xuống. À không, tôi không sợ nha mọi người. Tôi không có sợ gì hết. Tôi rất là thoải mái, tôi không sợ. Ở đó không có. Tôi không hề la hét tí xíu nào hết nha mọi người. Không hề, không có một tiếng la hét nào của tôi cả. Giữ 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 cá cắt nước. Lên đây tham quan thế giới với chị rồi. Lên bờ sống vui hơn tương. Cá ôm dưa. Cá chiên nước mắm. Sao vậy? Bố mới nói vậy cho rồi. Ai chỗ này vui nè, vô chơi thử ăn. Cặp bằng 2 cây sắt nè. Ai phóng cũng nổ. Chuẩn bị thôi, chuẩn bị chia tay nha. Rồi mọi đứa 2 tiêu, mọi đứa mới 20 tiêu. Rồi ok 20 tiêu. Hai phi tiêu. Rồi ảnh tù xì, ai không chết. Kéo búa bao. Ta lùm mình nha các bạn. Wow, hay quá, wow, nhức nách, nhức nách. Cố lên Thành ơi. Đô. Wow. Trời ơi, xé mà Thành, lấy luôn Thành, lấy của anh luôn Thành, lấy của anh luôn, đúng rồi, cố lên. Hay quá, đô. Wow, wow, nhức nách, nhức nách. Còn đó là chị thể hiện hả? Cố lên chị Di ơi, cố lên. Rồi, rồi, đổi, 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 đổi. Rồi, rồi, cố lên, hành đây, cố lên. Go. Idol. Idol. Đây, đây, 5 điểm là lấy được con vịt số 5. Còn muốn lấy con đấu số 7 thì phải chơi một lần nữa, tổng dồn. Bây giờ có cái trò này cũng khá là vui rồi, ai chơi? Em. Giờ mình sẽ chơi thử nha. À? Đó là cơ hội lần cuối đó. Ê, từ từ Thanh. Đúng rồi. Ai cho gớt xuống chung nha. Cái đó giải đặc biệt đó, giải đặc biệt. Để em thể hiện nè. Cố lên. Hụt nữa rồi. Ồ, trúng quá rồi, trúng luôn rồi. Trúng rồi tới mấy cây mũi tên khác luôn á. Hồi nãy giờ là chỉ là nháp thôi, giờ xé nháp làm thiệt nè. Nó ngã cái lon á. Nhức nát, đúng là đại ca. Nhức nát. Ôi ôi. Con ăn đâu? Ngăn đâu hả? Ngà nó bị cá sấu cắn đằng kia kìa. Đưa con nào mắc nhất hả? Ừ, hỏi người ta có ở lại gửi chén trừ được không? Mày ở lại gửi chén chừng tháng được. Ôi, con này bao nhiêu? Kìa, dưới giá dưới kìa.
giá dưới này nè. Đây nè. Vậy con ở lại rửa chén một tháng được không cô? Về về được hai con, ớ về được ở đúng là được hai con mỗi thằng mỗi chén là tháng tháng à, thay phiên nhau. Dạ. Trời ước gì con ở gần gần. Ở đây con được. Ở Tuốt Bình Dương. Ở Kiên Giang hay đâu? Ở Trà Vinh. Trà Vinh. Cái bên nó cầu kè. Tao bỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Không có gì cả. Có không? Đây. Ok, mà có đứa nào ăn nãy giờ cảm thấy bị đầy hơi đầy bụng chưa? Ok, có cái này rất là hay luôn nè. Là sữa chua uống lớp manto cho mỗi đứa một hộp nha. Cái này sẽ giúp cho mấy đứa kiểu giống như là hỗ trợ tiêu hóa đó. Để cho mấy đứa giảm đầy hơi để mà còn sức để vui chơi nữa. Đấy, ok. Ok, đi thôi. Đứa nào chơi con cá sấu? Bốn cây. Wow, đây chính là mồi để câu cá sấu. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê để ba lần. Bây giờ là tới chỗ tham quan sở thú nè. Vườn thú em vẽ. Đến với một con đầu tiên. Biết gì không? Con đầu tiên sở thú này thế nào? Con bóng xà bà. Cái gì vậy bà nội? Không bất kỳ là con chó nha mọi người. Không có bất kỳ một ngôn ngữ nào có thể liên lạc được với nó. Nói Google, chị Google. 1001 món ăn từ trang chị Google ơi, chị Google. Hấp xào chiên luộc. Đây là một động vật vô hình. Đây là một động vật vô hình. Ai có con đầu tiên đã tham gia cái lồng này thì ra đây là một con tinh tinh, một con đười ươi đó, thấy chưa mọi người đó. Ê, có nhiều khi ở đây nhốt con người ngoài hành tinh là sao, nhốt cái mấy con mà tiết tàng hình á. Kìa sau lưng kìa, sau lưng kìa. Mọi người đang được xem đây là cái lồng tinh tinh nha mọi người. Con tinh tinh này biết mặc áo, nó làm tặc răng, nó biết nhảy múa nè đó. Đây là con tinh tinh biết uống nước ngon nha mọi người. Tinh tinh gãy nách, tinh gãy nách, đó đó, không có tinh tinh này gì dữ hả? Ô cái tinh biết nước ngọt đó, biết hơi nách nữa trời, ảo thiệt chứ. Đây, con này con gì vậy ta? Con gì không biết mẹ không? Trộn hương, con này là trộn hương. Thật sự cây thơm không? Mẹ, chào là tâm trí tôi đi. Gì vậy trời? Đấy, dễ thương. Trời. Nhìn như con mèo vậy đó. Cái này là con báo. Kêu meo meo lại luôn kìa. Meo meo meo. Thật ra đây chính là xác tròn nhưng mà hồn mèo. Con chèo. Con chèo, đúng rồi, đây là con chèo. Ấy nó ăn gì kìa? Nó ăn cà phê và sẽ ra cà phê cứt tròn. Cái gì vậy cho nội? Cà phê hương tròn. À. Ủa sao có vụ cà phê hương tròn nữa? Cà phê hương tròn là gì? Hỏi thử coi. Kìa nó làm gì kìa? Sản xuất ra cà phê. Nó đang sản xuất ra cà phê. Ảo thật đấy. Con gì đấy? Con mèo rừng. Này cô trắng. Này cô trắng. Chạy đi sao? Đây có sữa bột mép không? Tớ đẹp trai chứ đâu tớ có bị đánh bả đâu sữa bột mép. Nè muốn ai muốn nói chuyện không? Mèo đẹp trai biết nói chuyện phải rồi. Thôi con mèo này chán á, mọi người đi chỗ khác đi mọi người. Mèo này xấu á. Ê, thằng ấy thì chỗ khác mở cửa giùm cái thằng nào khóa cửa ngoài kia. Cái này chưa được. Thằng nào mở cửa, thằng nào khóa cửa ngoài này kia sao ra.
À được 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 được. Trời nó mở rồi. Đu mèo biết mở cửa kìa. Ô đu mèo cái gì á? Ô thành con người lại rồi. Từ tháng 3 đến giờ vậy các chương trình đua heo đua chó có lại chương trình sinh thái thị thánh trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và cứ quan khách nào đang bên ngoài thì hãy nhanh chân di chuyển về trường đua giúp em ạ. Dạ vâng, và lượt đua đầu tiên mình xem là đua heo trước nha. Và xin mời quý vị khán giả hãy đưa khách về điểm xuất phát giúp em ạ. Vâng, chuẩn bị 1, 2, 3 biết đâu. Dạ vâng, và đầu tiên số 2 ạ. Số 2. Số 2 cho nội ơi, số 3 thôi. Anh bắt con nào? Dạ, em bắt con nào? Anh bắt con nào đẹp rồi con số 4 hay. Con số 4 hả? À, anh thấy cái con nhỏ. Nè, nhìn nó còn con số cuối cùng á, con số 5 là thấy nhanh nhẹn hơn á. Không, nhưng mà con này mới ngầu nè, kiểu như nó biết là nó sẽ thắng nhưng nó không thèm chạy, nó không thèm khởi động luôn. Thì con số 2 nó mới mạnh á, kiểu giống như là nó mạnh quá cho nên nó không thèm khởi động luôn. Rồi giờ tôi bắt số 2 mới bắt số 3 nào. Dạ vâng. Số 3 đúng không? Tiếng đâu rồi, tiếng đâu hết trơn. Số 2, số 3 á con. Dạ đúng rồi. Rồi, đúng cục con. Nó bị con trừng 6 luôn. Dạ. Dạ, ok chung. Dạ vâng, xin mời quý vị khán giả mình hướng mắt về điểm xuất. Các bạn ạ, bước chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Vâng, và các vận động viên đã xuất phát rồi ạ. Vâng, và đang dẫn đầu đó là vận động viên số 2 ạ. Vâng, số 3 đang dẫn đầu đường đua thứ 2 đó ạ. Dạ vâng, vẫn là vận động viên số 3 đang dẫn đầu ở đường đua cuối cùng đó ạ. Và về đích đầu tiên là vận động viên số 3. Hai cần cần làm cái đề bé may mắn số 3 là các bạn bán vé bất nhận thưởng ạ. Con một lần nữa cần cần đây chiếc cái bé may mắn số 3 là các bạn bán vé bất nhận thưởng ạ. Dạ, được con heo hả? Con chó. Wow. Con chó hả? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Đó, nó bình thường mà. Nó bình thường cái này chia dẻ đó. Trời ơi. Nhìn thấy nó, ổn rồi trời ơi. Ổn đầy tiền luôn. Vô, vô, vô. Đi đây. Đi tới này, đi chậm, coi quan sát coi chừng cạm bẫy. Rồi, đi. Này đàn ông là đi trước, này đàn ông đi trước. Kia. Rồi đi đường nào nữa? Ai bên kia không dừng bên này á? Ai à? Dạ dạ để cái đó xả. Yeah. Ai vô người? Cái lủng lẳng gì vậy? Hết hồn. Ai? Hai cá mặn đen lắm. Đi cái nào? Thêm đen. Đi cái nào? Ê đây, ê ê. Đây. Cái gì? Trời, hết hồn, tưởng cái gì? Đây. Anh mẹ. Hồi sáng có thằng chơi với quỷ xa lăng luôn mà. Tiếp. Yeah, mà tới cái nó sai. Ê, không phải. Ủa? Ờ. Được. Tiếp. Gì vậy? Sao á? Cho mấy bạn fan đi trước. Mọi người ơi, đây trong quần. đi lần hai luôn đi lần hai luôn. Đây đi lên lầu nữa nè. Còn lên lầu nữa hả? Đây nào chú?
Đó. Có lên lầu nữa hả? Đi vô. Điều luôn. Điều luôn. Vô. Ủa? Vô đi, vô đi. Vô. Vô, vô. Có luôn, có là có thang máy luôn. Vô. À đủ, ghê hả? Thấy cái lầu là lạ lắm nha. Thấy cái lầu là lạ. Thấy cái lầu này lạ quá vậy. Mày vô đây nè. Cái lầu này lạ quá vậy. Ủa? Dạ. Không, thấy cái lầu này. Ê, đứng tất cả các cửa. Đừng cho. Có gì? Có cái đầu vậy hả này hả? Thì tụi mình mới nhận phòng nha. Đây là phòng của tụi con trai, rồi đây là phòng của tụi con gái. Oh my god, quá là tiện nghi, quá là xịn luôn. À, cái này giống như cái tủ cái phòng ngủ con đôi mon mà ta là con mon mà. Ờ vậy cứ dọn ngủ đây đi. Ừ. Ok rồi. Ấm lắm, cái này cũng ấm lắm mọi người. Không ấm thiệt. Nó nhích nách đi. Sao sao một cái gì giả luôn á. Ngủ này chắc ngu cũng ấm á. Đúng đúng như thế này nè. Không đúng. Em chắc ở dưới này quá. Đúng, được. Đúng, dừng tầng. Điện cho ba mẹ, anh mà con cô bác cái chị hà nội ngoài hai bên lại đây. Mình đủ chỗ nhét ở dưới dẹp rồi ở dưới giường, gầm giường là được hai người nữa đó. Đúng. Để tính ra để coi là được thêm có chục người đó. Điện lên, móc điện thoại. Điện lên. Cái khách sạn này rất là xịn. Khách sạn này biết là tâm lý của tụi mình là tụi mình là con đổ nghèo khỉ, đúng không? Cho nên là người ta đã sắp xếp cho mình một cái nơi mà hình nhét thêm bạn con cô bác vô, hiểu không? What the? Chúa 800 809 có nghĩa là ta nhét được 800 là chính thằng trong cái phòng này. What? Nhất. Tụi mình là đúng là trí tệ, thông minh quá nhất. Cái gì vậy bà nội? Người ta đĩa có đâu, có người ta đĩa lẻ loi, còn tôi đĩa có đâu có cặp. Ờ gì đi. Bỏ dép ngoài này nha. Quý khách vui lòng để dép bên ngoài. Nghe không quý khách? Bây giờ em sẽ làm một cuốn mà là siêu phẩm luôn. Không coi bên này và bên kia luôn. Một hơi duy nhất. Nếu mà không bơi được lên sủa. Không bắt đầu lên sủa liền. Anh ơi, anh cứ thở 5 phút mà anh nói từ chó được không? Bây giờ anh bơi bảnh nè. Bơi siêu phẩm nha. Dữ vậy trời. Quá dễ đó với Mon. Tài xế là biểu diễn một pha đó nha. Rồi. Quá đã. Không. Em đồ của em. Không biết. Bây giờ mình sẽ review cái chỗ ngủ tới nay nha các bạn. Thì tụi mình thuê được một cái nhà mini. Rất là đẹp luôn. Ok. Rồi. À, cái nhà này có hai cái phòng nha. Rất là đã luôn á. Đây là phòng thứ nhất, thì cái phòng này là của cái thằng con trai ngủ với mọi người. Kiểu như cái phòng này thì thằng trai nó ngủ sao cũng được hết trơn á, là giờ một cái giường cũng ngủ được nữa. Đây là phòng của hai cái châu này với chị Di. Đó. Bây giờ anh thấy có một chuyện rất là hay nha. Đó chính là chúng ta đang ở trong cái sở thú này, đúng không? Và cái sở thú này có rất là nhiều trái cây. Và đặc biệt là nó chín rất là nhiều. Giờ làm gì? Đi ngủ. Đi hái. Rồi thằng kia đi ngủ rồi tụi mình đi hái ăn. Núp cái nịch luôn, nó thấy gì đâu. Ban ngày mới thấy, mà ban ngày nhiều người lắm.
vụ kết thúc tại đây. Phi vụ đã phá sản sau 5 phút. Bây giờ chúng ta sẽ có một phi vụ mới, đó là hái trầu, ới cao. Nhức lách. Trái này nóng chè ăn được nè. Cả nhà yêu của Ken, trời, hai anh này ngủ trong hạnh phúc quá. Cả nhà yêu ơi, 9 giờ sáng rồi nó còn ngủ nữa kìa trời. Anh có biết anh chờ em đi ở lâu lắm không? Anh rất nhớ em. Gì anh? Dù em đi ỉa mấy năm phút. Em mới ỉa 5 phút nha, anh rất nhớ nha. Anh cười với 2 bóng trời sống tại khu du lịch Sở Thú. Cái này cũng là kết thúc anh các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu đi về. Thì cũng như cũ mấy đứa nhỏ nhỏ này nó sẽ đi bằng xe bự. Còn tụi mình thì Di sẽ đi bằng xe máy. Ok, nếu các bạn thích những clip 24 giờ thì có thể bình luận phía dưới nha. Nếu các bạn có thử thách gì cũng bình luận phía dưới luôn nha. Bye bye mọi người. Bye bye, bye, bye.